Ủa con đang chạy xe của Audrey hả? Đâu con chạy cho mẹ coi coi. Hi Audrey. Is that you with Jay's car? Say hello cô chú. Cô, hey cô chú. Con nè. Con nè. Here you go, here, look at yourself. Con nè. Con nè. Cô chú khỏe không? Cô chú. Trời, lắc dữ nha. Say cô chú. Cô chú. Ai? Yeah. Ai nói hồi ờ? Hồi ờ hay là hồi rình? Hồi ờ hả? Hồi ờ là cái gì ta? Ôi trời ơi, hai cái đứa này nó xuống dữ rồi ta. No, I cut the top. À, trời, ai cho? Ice cream from who? I cut it from my mouth. I guess not more. À, ô, con qua nhà Audrey, mẹ Audrey cho hả? Ôi, ôi, đạm ba. Tắm đi, ngồi tắm đi. Trời ơi, phải gì có cái phao bự bự cho con với Audrey vô trong đây tắm. We should have bought them a big swimming pool. Baby, can you give me the napkin so I can wipe Audrey's nose? It's running. Hay là mẹ để mẹ mua cái phao bự cho con với Audrey nhào vô đây tắm ở ngoài bãi cỏ hè. Con muốn điều đó không? Chứ không để giờ mỗi lần cứ tắm xong riết mà mệt quá. Can you wipe her nose for her, please? Here. More baby, more. Thôi đi ra đây. Baby, should we buy for her the big swimming pool? The inflatable one that's bigger than this? Yeah. Để mẹ mua cho mẹ để mẹ mua cho con nha, Trì cái hồ bơi bự nha. We already bought her a big pool in Florida. Để tắm tháng cũng được, tắm tới tháng 8 cũng được. Hả? Đi lên mày, lên mày coi cái hồ bơi bự coi. Trời ơi, con sao rảnh chưa. Đi ra đây cho chạy vô đem từng con đồ chơi ra nữa. Audrey, can you help chị đi? Go help chị đi. Đi giúp chị đi con. Giúp chị đem ra. Yeah, giúp chị. Bận rộn mà. À, con nghĩ cái đó đang chảy hả? Đang chảy thì ăn cho lẹ vô. Audrey, sit in it. Sit in it. Yeah, sit down. Đúng rồi. Is it cold? Lạnh không? Lạnh không? Con nói đi dẹp. Lạnh không? Trời ơi, con nó mới té kìa cô chú kìa. Cái té đâu? Where is the boo-boo? Audrey, where's the boo-boo? It's being better. Hả? It's better. It's better? À, nó hết đau rồi. Ý nó nói là hết đau rồi đó. Mà coi kìa, coi cái chân kìa. Đó, té cả lát luôn kìa. La 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 bu bu. La 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 bu bu. Lạnh không con? Hả? Thêm một chút nữa mày lên Amazon mày mua cho cái phao bự. Hello. Hai, trời, cô bé đứng kìa. La la, Audrey, why didn't you come this morning to wake JD up? Because I have to. Because you have to? Yeah. No, you didn't come this morning. What? You didn't come this morning to wake JD up. What? Oh, I'm wet. I don't want to be wet anymore. Can I have that? Phao nè, thời đời nhỏ lúc mà nó còn nhỏ nó tắm cô chú nhớ không? Giờ cũng còn dữ nè, giờ mà hai đứa vô là phải. Ok. Two of you get in it and sit down. Get in and sit down. Hỏi sao sáng này không qua kêu chay vậy? Cái nào mình chơi à, trời không biết đường trả lời. Trời ơi coi kìa, coi chơi vậy coi được không? À trời, bữa nay là dọc nước cả nguyên ngày luôn á cô chú. Hồi trưa này là nó ngồi ở dưới sông mấy tiếng đồng hồ, giờ dọc nước tới đây luôn á. Mùa hè là mấy đứa này dọc nước dữ dằn lắm. Chứ còn mùa đông tụi nó đâu được dọc đâu, nên là mùa hè tụi nó phải chơi. Chơi dữ lắm.
giờ qua đây đi xe đạp. Cái gì vậy? Đâu có gì trống đâu? Gì đâu, gì làm thấy hồi hộp vậy? Cái gì trong này? Có con gì? Mẹ có thấy con gì đâu? Làm sao? Cái con nó làm vậy hả? Con làm quá thì có chứ, có con nào làm vậy? A Trì chán rồi, A Trì chơi chán rồi. A Trì chơi chán rồi con ơi. Đâu? Chị ơi chị, cái đó là cọng cỏ á chị. À ngay chỗ này hả? À úi chắc ba cái đồ này mà rồi hết. Hết rồi. Đó rồi. Rồi A Trì đứng hỏi kìa. Chay, mẹ mua cho chay cái hồ bơi nha. Dạ mẹ. Trời ơi, A Trì nó nằm dưới cỏ kìa, coi được đời nó không chay. Coi kìa. Coi kìa, nó làm. A Trì, what you doing A Trì? Tự nhiên nằm lăn lết dưới cỏ rồi, được đời không? Trời ơi, hát. What they're going to say. A Trì. Trời ơi, cái A Trì nó nằm dưới cỏ luôn kìa chay kìa. Được đời không? À, có cười không? Trời ơi, nó nằm dưới cỏ nó relax luôn kìa chay kìa. I don't care if I lay on the grass. Ôi, xỉu nữa rồi, A Trì xỉu nữa rồi. Are you okay, A Trì? Trời chay sáng này nè, mẹ cũng muốn A Trì đánh thức con dậy có được đời không? Can I do it? Yeah, try it. You don't know how to do it. I know it. A Trì, you are so funny. Let me block the sun for you. Hi. Có được đời không? Mẹ ấy cái tóc coi coi, tóc trắng trắng, cái mặt khó chịu quá. A Trì đang bú cột quá con. A Trì chắc coi tuần này chắc nay mai gì về với ba ở gì nữa. Đó giờ dành cái cột. Trời đất ơi, bây giờ có cái cột mà cũng dành nữa. Mấy đứa này rảnh dễ sợ bay. Trời té. Trời ơi, giờ nó giành cái cột. Oh my goodness, you guys. Stop it. Take turn. Who gonna do it first? They trying to take over the... Trời ơi, né không kịp là gì, A Trì nó đục vô mặt đây chay. Trời ơi, hứa đứng đây hứa. Trời ơi, hứa thật nhiều thức, hứa thì cũng thật nhiều. Gì con? Ơ trời ơi, không, mẹ là người lớn, mày đâu đi đánh nít đâu. Mình không có chơi quýnh lộn phải không? Trời ơi, tự nhiên đi lại kêu mẹ đem quýnh bút A Trì đi coi được đời không? Ê. Trời đất ơi. Ôi, A Trì. Không phải, tại con đánh A Trì trước. Nhưng mà tại vì con đánh người ta trước, đó là lỗi của con, phải chứ con đừng đánh người ta. Trời. Thấy chưa? Chị đi, con phải đàng hoàng với con A Trì mà quýnh con một cái là mẹ nói là đó, thấy chưa? Thấy A Trì chưa? Dữ lắm. Mommy said chow. Ừ. Mẹ nói con á là con không được phép đánh người ta, hiểu? Anymore.
Khổ rồi, hai đứa này nó gây lộn bây giờ là bánh tráng mà. Audrey, we don't hit anymore, okay? Stop! Trời ơi, hai đứa này. JD, stop! Go home and be time out. Go home and time out. Daddy, they hitting each other out here. Come, đi vô nhà. Đi vô nhà, time out. Đi vô nhà, time out. They hitting each other out here. Go time out. Go time out. Hey, who is hitting you? Who hit who? They both hit each other. Are you guys friends? Yeah. Are you guys friends or no? Yes, she says you're friends and you say you're not. Are you not friends with her? Say sorry to her if you're friends with her. You were just saying, Audrey this, Audrey that, Audrey, all afternoon. And here's Audrey. Do you like Audrey or you not? You do, but you're just upset that you were fighting, right? Okay, can you say sorry to Jade? Sorry, Jade. Rồi, okay, Jade, say sorry, Audrey. Sorry, Audrey. Okay, give each other a hug. Tao mệt hai đứa bay giống diễn viên. Tao sẽ bay hai đứa diễn viên quá, tao mệt cái hai đứa bay quá trời luôn á. I see. Rồi. Yeah, you said sorry, that's good. Hai đứa bay, tụi bay tao mệt, tụi bay quá đi thôi. Bị đâu nữa? Đi qua về nhà rồi không có lộn nghe không? Mệt hai đứa này.